Và đây là ngôi nhà của Thiền Tâm này. Quá, Thiền Tâm đang ở trong nhà nhìn ra đấy. Thiền Tâm chào mọi người nào. Chào mọi người. Rồi, ok, bây giờ Thiền Tâm mở cửa cho mọi người tham quan ngôi nhà của Thiền Tâm nhá. Rồi, Thiền Tâm mở cửa ra nào. Không một cửa ra rồi. Rồi, mở cửa rồi hả? Và đây là ngôi nhà của Thiền Tâm có hai cánh cửa nè. À, đây là cánh cửa này có tay cầm luôn. Bên này cũng vậy luôn nè. Có ở đây có một con cửa để đóng Cái này là cái gì con? cái chìa khóa để cắt À, luôn. cái chìa khóa đúng không? Rồi con đóng cửa lại, con khóa lại cho ba coi. Để cho các bạn của con xem nha. Rồi đấy, rồi Thiền Tâm khóa cửa lại đấy. Đây. Rồi, wow. Chìa khóa này rất là đẹp và rất là hữu ích luôn. Rồi bây giờ con mở cửa để cho mọi người vào tham quan ngôi nhà của con ở bên trong nào. Về đây, đây là Thiền Tâm. Đây là ngôi nhà gì của con nhỉ? Đây là ngôi nhà cụ Thiện Tâm. Ngôi nhà gì? Ngôi nhà mới. Ngôi nhà mới à? Hay là ngôi nhà mơ ước? Ngôi nhà mới. Rồi ngôi nhà mới rồi con đi vào để cho mọi người vào tham quan bên trong ngôi nhà của con nào. Có À, ở đây ở bên kia sao lại có hình trái tim thế nhỉ? trái tim khổng lồ bò để ở đây. Ồ, trái tim khổng lồ Bo để ở đây à? Bo có thể tháo cái trái tim khổng lồ ra cho mọi người xem không? Đây. Wow, đó là trái tim khổng lồ. Trên tay con là cái gì đấy? Bật gì nè? Trên tay con là cái gối hình trái tim luôn hả? Trái tim khổng lồ, Ừ. trái tim khổng lồ. Bây giờ con giới thiệu cho các bạn xem những hình ảnh ở trên cái ngôi nhà của con xem gồm những cái hình gì đây. Có một đồ chơi ở trong nhà. Wow, con có cả một chiếc máy múc ở trong nhà luôn. Con để Rồi. trong này, con để đây rồi, con vứt ở đây. Ok con, bây giờ con giới thiệu cho mọi người thấy các cái hình ảnh ở trên ngôi nhà của con nào. Nó là hình gì nhỉ? Chiếc xe và hình tròn Con to chỉ ở vào. sau. Con chỉ vào đâu là hình chiếc xe nhỉ? Xe tay. Wow, đây là hình chiếc xe rồi. Đâu là hình tròn nhỉ? Đây. Rồi, đâu là hình chữ nhật nhỉ? Đây. Giỏi quá, đâu là hình vuông nhỉ? Đây. Hình vuông mà. Đây. Đúng rồi. Đâu là hình tam giác nhỉ? Đây. Giỏi quá. Đâu là hình ngôi sao? Đây. Wow, ngôi nhà của Thiện Tâm rất là sinh động luôn nhỉ. Có cái tường và cái nhà của con mà. Có tường và có rất là nhiều hình ảnh rất là sinh động đúng không nào? Bây giờ chúng ta đi tham quan bên ngoài của ngôi nhà nhá. Và đây là một ngôi nhà được làm từ bìa cắt tông của chiếc tivi đấy, và bằng cái sáng tạo của Thiện Tâm cho nên Thiện Tâm đã làm cho mình một ngôi nhà mơ ước như thế này. Thiện Tâm có thích ngôi nhà của mình không? Wow, Thiện Tâm lúc nãy thì Thiện Tâm có cả tấm thảm ở trong nhà mà không biết Thiện Tâm lấy, Thiện Tâm vứt đâu mất rồi. Và Thiện Tâm lại lấy chiếc gối hình trái tim để đóng cái cửa sổ này lại. Có phải thế không nhỉ? Wow, chiếc xe cầu. Lấy thêm đồ chơi nữa đi, lấy thêm đồ chơi bỏ vào trong nhà. Thiền Tâm còn đồ chơi không? Có, Thiền Tâm đi lấy đi. Wow, Thiền Tâm cầm cái gì nhiều thế? Thiền Tâm có cái gì nhiều thế? Thì tao có tổ nhiều tổ chơi luôn. Oh, Thiền Tâm lấy đồ chơi ra cho các bạn cùng xem nha. Bây giờ Thiện Tâm sẽ giới thiệu cho các bạn biết về đồ chơi của mình nào. Đó là cái gì nào? Con Bắn cầm. chi tiêu. Đó là cái gì nhỉ? Bắn Súng. chi tiêu. Đó là súng đúng không? Súng chích nước tay. Ừ. Súng xịt nước rồi, tiếp theo. Xe tải mô tô đi khiển. Đó là cái gì nhỉ? Xe tải đi khiển. Xe tải điều khiển hả? Đằng kia kia. À, đi ra Thiện Tâm đi lấy đi. Thiện Tâm sẽ đi lấy điều khiển vào để điều khiển chiếc xe tải, xe xe ben đúng không? Xe ben của xe ben. À, điều khiển xe ben. Giờ Thiện Tâm mở xe ben cho mọi người cùng xem cho ở trong nhà con đấy. Con ngồi trong nhà con đấy. Ra ngoài. Bên ngoài hả? À?
Thiện Tâm ra ngoài cho nó rộng. Đây, Thiện Tâm sẽ giới thiệu cho mọi người chiếc xe Ben của Thiện Tâm. Thiện Tâm khởi động hả? Wow, chiếc xe Ben đi tới rồi, cho xe Ben đi lùi nào. Rồi, ok, Thiện Tâm Ben lên nào. Nâng Ben nào, wow, chiếc xe đã nâng Ben lên rồi nè. Xuống rồi á. Ừ, hạ Ben rồi, ok. Rồi, tạm biệt. À, bấm còi à. Rồi. Wow, lại nâng Ben. Thiện Tâm vô giới thiệu chiếc xe khác cho mọi người cùng xem đi. Dạ. Thiện Tâm tắt chiếc xe này đi. Hạ Ben nào chứ. Thiện Tâm hạ Ben xuống này chứ. Rồi. Thiện Tâm đi giới thiệu chiếc xe khác đi. Bye bye. Rồi, chiếc xe tiếp theo là gì nhỉ? Xe cậu cáp. Wow, chiếc xe cậu màu vàng đẹp chưa? Đây. Rồi, đó là cái điều khiển đúng không? Dạ. Rồi, chiếc xe tiếp theo. Đó là cái gì nhỉ? Máy bay trực thăng cảnh sát. À, máy bay trực thăng cảnh sát đúng không? Đúng. À, để đi bắt gì đấy? Cảnh sát mày. Cảnh sát đi bắt gì nhỉ? Xe hơi. Rồi, xe hơi. Rồi, tiếp theo. Xe cứu hỏa. Rồi, đó là xe cứu hỏa. Xe cứu hỏa là dùng để làm gì nhỉ? Dùng để chữa cháy cao. À, dùng để chữa cháy. Rồi. Rồi, còn Thiện Tâm còn đồ chơi nào khác nữa không? Không có. Đấy, thấy màu xanh đó là cái xe gì ấy nhỉ? Xe máy xúc. Máy xúc, rồi. Cái xe này là xe gì nhỉ? Xe cứu hỏa chữa cháy cao. Ồ, xe cứu hỏa. Rồi, xe này, xe màu vàng là xe gì nhỉ? Xe trộn bê tông à. Xe trộn bê tông và nhiều đồ chơi quá nhỉ. Nhà của Thiện Tâm nhiều đồ chơi thế. Đây là xe tải màu vàng, còn đây là xe trộn bê tông màu vàng nữa. Đúng rồi. Rồi, Thiện Tâm có rất nhiều đồ chơi. Bây giờ Thiện Tâm chào tạm biệt ra mọi người đi. Chào mọi người. Mọi người nhớ đăng ký kênh của Thiện Tâm nhé. Nha. Dạ. Thiện Tâm mi gió đi. Chú chú. Chúc Thiện Tâm chơi vui vẻ nha. Dạ. Ba ơi, ba đóng cửa chốt lại cho con đi nhá. Rồi, ba đóng cửa, ba chốt lại cho con. Rồi, đã đóng cửa và chốt cửa lại cho Thiện Tâm rồi. Tâm chơi vui vẻ nhé. Wow, ở đây nè. Thấy Thiện Tâm trong đó luôn nè. Con thích muốn đồ chơi. Ừ. Nhà thấy Thiện Tâm luôn. Ngôi nhà của Thiện Tâm này rất là nhiều cửa sổ. Đấy. Có hai cửa sổ mà. Ừ. Ở đây có một cái tường, hai cái tuồng nữa nè, cái nhà của con nữa nè, hai cái hình tròn nữa, cái xe, cái tiệm khổng lồ nữa, đây đây. Ba. Ừ. Đồ chơi của con đây, để con lấy, để tôi chơi. Con lấy chiếc xe.